Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, v.v. Hiền chào tất cả các bạn. Thì thời gian rồi có nhiều bạn yêu cầu Hiền chia sẻ một cái chuyên đề về soạn thảo hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Thì thấy theo yêu cầu của các bạn, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái chuyên đề, đó là một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Về cái mục đích của cái chuyên đề này á, là nhằm để hỗ trợ các bạn tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhưng mà nó trọng tâm về hợp đồng dân sự. Qua đó thì chúng ta sẽ nâng cao cái kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, cũng như chúng ta sẽ tránh được cái rủi ro pháp lý khi ký kết và thực hiện hợp đồng. Về nội dung á, thì Hiền có phần tham lam nên đưa cũng khá nhiều nội dung tương đối đầy đủ vào cái chuyên đề này, cho nên Hiền sẽ không biết là có kịp thời gian để chia sẻ trong buổi hôm nay hay không. Thì thôi, trước mắt thì chia sẻ được phần nào thì sẽ chia sẻ phần đó, và phần nào mà chưa có chia sẻ kịp thì chúng ta sẽ thực hiện chia sẻ ở buổi tiếp theo. Về nội dung thì Hiền chia làm 5 chương. Chương thứ nhất là Hiền nói về cái quy trình thực hiện trước khi chúng ta ký kết hợp đồng. Cái chương thứ hai là Hiền chia sẻ về cái nội dung là đề nghị giao kết hợp đồng. Và nội dung chương thứ ba là nội dung chính là ký kết hợp đồng. Và nội dung của chương thứ tư là chúng ta sẽ giải quyết tranh chấp hợp đồng như thế nào nếu mà có tranh chấp xảy ra. Và cái chương thứ năm là Hiền sẽ nêu một số cái biện pháp để chúng ta phòng tránh cái rủi ro pháp lý khi chúng ta thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng. Về cái nội dung chương 1 là thực hiện quy trình, là cái quy trình thực hiện trước khi chúng ta thực hiện ký kết hợp đồng á. Thật ra cái quy trình này, cái chương này thì không phải là một cái chương bắt buộc, mà thông thường qua những lần tiếp xúc với khách hàng hoặc là những công ty á, thì Hiền đúc kết ra được một số cái bước cơ bản của cái quy trình này để chúng ta phòng tránh cái rủi ro trước khi chúng ta thực hiện ký kết hợp đồng. Về các bước trong cái quy trình này thì chúng ta có thể bỏ đi một cái bước nào đó, hoặc là chúng ta có thể giữ nguyên tùy vào hoàn cảnh và tình huống thực tế của chúng ta thôi. Hiền trong cái quy trình này thì Hiền chia làm 8 cái bước. Riêng cái bước số 1 là tìm hiểu về đối tác, và cái bước số 2 là tiếp nhận hoặc là cung cấp yêu cầu hoặc là đề nghị. Hai cái bước này thì thực tế có thể là ván đổi vị trí cho nhau tùy vào cái vị trí chúng ta là nhà cung cấp hay là chúng ta là khách hàng. Ví dụ như chúng ta là khách hàng thì chúng ta phải tìm hiểu đối tác trước. Còn chúng ta là nhà cung cấp thì thường nhà cung cấp chúng ta sẽ cung cấp tràn lan, chúng ta sẽ báo giá rất là nhiều, chúng ta không có phải tìm hiểu về cái đối tác chúng ta trước. Và sau đó khi mà đối tác chúng ta ok với cái báo giá đó, hoặc là
họ tiếp nhận cái báo giá đó, họ có thông tin về cái báo giá đó, họ quay trở lại, họ liên lạc với mình, thì khi đó mình sẽ tìm hiểu về cái đối tác. Tìm hiểu đối tác, cái mục đích của tìm hiểu đối tác để làm cái gì? Mục đích của tìm hiểu việc chúng ta tìm hiểu đối tác là chúng ta để chúng ta không phải mất thời gian nhiều quá trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện đàm phán hoặc là ký kết hợp đồng sau này. Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ đối tác mà mình đang dự định sẽ xác lập một cái mối quan hệ mua bán, ký kết hợp đồng. Không chỉ đối với cái đối tác mà chúng ta lần đầu tiên mà chúng ta làm ăn với nhau, mà chúng ta cũng phải tiếp tục chúng ta tìm hiểu cái thông tin và xem xét lại cái khả năng, điều kiện thay đổi của những cái khách hàng mà quen thuộc đã từng làm ăn với chúng ta, và ở những lần mà tiếp tục ký hợp đồng sau chúng ta vẫn phải tìm hiểu về họ. Cái việc tìm hiểu kỹ này á sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái khả năng, cái sự tín nhiệm cũng như cái sự hạn chế của đối tác, từ đó sẽ có một sự lựa chọn cần thiết là chúng ta có nên hợp tác hay ký kết hợp đồng với họ hay không. Việc làm này thật sự là hoàn toàn cần thiết, vì chẳng những có thể loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối thiểu cái rủi ro khi chúng ta đặt bút ký hợp đồng, mà còn tạo cho chúng ta cơ hội cho công việc của chúng ta luôn phát triển một cách vững chắc. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu về đối tác của mình. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu cái gì về đối tác của mình? Chúng ta tìm hiểu về năng lực chủ thể của hợp đồng, như là đối tác trong đàm phán có thể tồn tại trên thực tế hay không? Họ có năng lực pháp lý hay không? Nếu không, sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Ngành nghề kinh doanh của đối tác có phù hợp với hoạt động kinh doanh mà chúng ta đang mong muốn hay không, hợp tác hay không? Năng lực tài chính của họ như thế nào? Năng lực thực hiện hợp đồng của họ ra sao? Họ có đủ năng lực để thực hiện hay không? Đó. Chúng ta đó là những gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu cơ bản về đối tác chúng ta trước khi chúng ta thực hiện tiếp xúc với họ. Cái sự tin cậy đối tác chỉ có được khi chúng ta biết rõ và hiểu rõ được họ. Thì ví dụ như có một cái trường hợp là vừa rồi có một cái công ty như thế này, cái chị H đó chỉ là đại diện pháp luật của một cái công ty A, chị mới quen với một anh X này là công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường Y. Thì anh X này có một cái công ty B do cha vợ của anh là đại diện pháp luật. Chị H thì chỉ tiếp xúc được với anh X thôi, cho nên tin tưởng anh X nên mới làm việc đàm phán với anh X và thực hiện ký kết hợp đồng với công ty B về một cái dịch vụ pháp lý liên quan đến cái hồ sơ hoàn công dự án bất động sản. Thì theo hợp đồng á, thì bên A ứng trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện là 6 tháng. Nhưng quá 6 tháng, công việc vẫn chưa có tiến hành gì cả. Nên công ty A nhiều lần liên hệ với anh X, nhưng anh X không bắt máy, anh X không nhận tin, anh X không trả lời. Thì công ty A mới làm cái văn bản gửi cho công ty B để yêu cầu công ty B hoàn trả 50% giá trị hợp đồng và thanh lý cái hợp đồng này. Nhưng văn bản gửi qua đường bưu điện đã bị trả về với lý do là không có người nhận. Thì sau đó qua tìm hiểu các kênh như là tra cứu trên cái trang đăng ký kinh doanh.gov.vn của Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp, hay là cái trang tra cứu người nộp thuế của Tổng cục Thuế, thì phát hiện ra công ty B đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh trước khi cái ngày mà ký kết hợp đồng. Đấy, vấn đề quan trọng là khi ký kết hợp đồng, chị H tin tưởng anh Yip nên
chị Hắc ký hợp đồng mà chị Hắc không tìm hiểu được về cái đối tác của mình, đó là công ty B, có tồn tại thực tế hay không tồn tại thực tế, có còn hoạt động kinh doanh trên cái địa chỉ đăng ký kinh doanh với lại cơ quan nhà nước hay không, hay là công ty này có bị thuế đưa vào cái dạng là doanh nghiệp bỏ trốn hay không, vân vân. Đó, chị do là không có tìm hiểu kỹ cho nên nó là sẽ bị rủi ro về pháp lý. Đó là đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu về cái đối tác. Thứ hai ấy, là chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta cung cấp yêu cầu đề nghị. Tiếp nhận hay là cung cấp thì nó tùy vào chúng ta đứng ở một cái góc độ nào. Nếu như chúng ta là bên bán hàng thì tất nhiên chúng ta sẽ tiếp nhận yêu cầu mua hàng của khách hàng. Còn nếu mà chúng ta là bên mua hàng thì chúng ta lại là bên cung cấp yêu cầu mua hàng cho nhà cung cấp. Mà chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta cung cấp qua cái gì? Đầu tiên, nếu mà chúng ta là đơn vị mua hàng thì chúng ta cung cấp cái yêu cầu mua hàng cho nhà cung cấp qua đâu? Qua cái bước thứ ba là chúng ta sẽ soạn thư hỏi giá. Mục đích của việc soạn thư hỏi giá này để làm cái gì? Mục đích của việc soạn thư hỏi giá để chúng ta hỏi cái nhà cung cấp đó đó là họ có cung cấp cái mặt hàng nào mà chúng ta cần hay không, và chúng ta yêu cầu họ chào giá theo những cái điều kiện cụ thể về từng loại mặt hàng mà chúng ta mong muốn, chúng ta đang muốn để chúng ta kinh doanh cái mặt hàng đó. Ví dụ như có một cái thư soạn giá như thế này, cái thư hỏi giá như thế này. Đây là cái mẫu một cái mẫu mà thực tế hiện lấy từ một cái thư soạn giá, soạn thư hỏi giá của khách hàng. Hiện thấy cái câu chữ khá hay. Ví dụ nè, về thị trường của chúng tôi, vì thị trường của chúng tôi thường xuyên có nhu cầu về mặt hàng khuôn đúc và khuôn rập đã qua sử dụng, dùng cho máy đúc bơm chất dẻo và máy đúc rập kim loại để sản xuất sản phẩm gì đó. Từ website của quý công ty, chúng tôi lưu ý thấy rằng quý công ty có thể cung cấp các mặt hàng trên với giá hấp dẫn. Chúng tôi xin đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi một bản báo giá đầy đủ cho số hàng hiện có của quý công ty với những thông tin sau. Thứ nhất là kiểu dáng khuôn. Thứ hai là kích thước chủ yếu và trọng lượng của khuôn. Thứ ba, trọng lượng của sản phẩm chất dẻo, vân vân. Đó, họ liệt kê ra tất cả mà các tiêu chí mà họ đang mong muốn về cái sản phẩm mà họ muốn mua. Họ liệt kê ra. Và họ nêu, nếu chúng tôi đặt mua thì quý công ty có thể cung cấp những tài liệu kỹ thuật nào, bản vẽ cơ chế hoạt động, báo cáo hoặc giấy chứng nhận kiểm tra, vân vân. Đó, đó là một cái cắt ngắn của một cái thư soạn hỏi giá. Thì xét về cái góc độ pháp luật thì thư hỏi giá là một cái bước khởi đầu để bên hỏi về điều kiện giao dịch của bên bán. Thư hỏi giá nó không có mang tính ràng buộc cho cả hai bên, nhưng là một bước khởi đầu không thể thiếu trong bất kỳ một cái cuộc giao dịch mua bán nào. Đôi khi bên bán có thể chào giá trực tiếp mà không cần phải qua thư hỏi giá. Đó. Nếu mà bên bán, nhiều khi bên bán họ có thể chào giá luôn, chứ không có cần phải có cái thư hỏi giá. Và khi mà soạn thư hỏi giá xong, chúng ta chờ một thời gian, mà chúng ta vẫn không thấy ở bên cái chỗ mà chúng ta muốn họ báo giá, họ trả lời cái thư chào giá của chúng ta, thì chúng ta có thể hối thúc họ bằng cái thư hối thúc hồi âm thư hỏi giá. Đó, đây là tên gọi, hối thúc hồi âm thư hỏi giá.
Đây đây là một cái ví dụ về hối thúc hồi âm thư hỏi giá. Chúng tôi đã gửi kèm trong cái lá thư ngày ngày gì đó ha, về cái việc hỏi giá số mấy về cái mặt hàng gì đó, và chúng ta và gửi thêm cái lá thư nhắc số mấy. Cái này trường hợp chúng ta đã nhắc một lần rồi, bây giờ chúng ta nhắc nữa thì chúng ta ghi vào gửi thêm lá thư nhắc số mấy ngày mấy đó. Và vì đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thư hồi âm của quý công ty nên chúng tôi buộc phải hối thúc quý công ty gửi bản báo giá cho chúng tôi ngay để tránh tình trạng bản báo giá đến nơi quá muộn, người sử dụng không thể xem xét. Đây đó là Hiền trích dẫn một cái hối thúc về cái thư cái bản chào giá. Cái bước soạn thư hỏi giá xong thì đây là soạn thư hỏi giá đối với khách hàng. Và sau khi nhận được cái thư hỏi giá của khách hàng thì nhà cung cấp sẽ tiến hành là soạn thư chào giá. Cái thư chào giá là gì? Cái thư chào giá nó là một cái văn bản được bên báo giá gửi đến khách hàng và đối tác trực tiếp hoặc là thông qua email. Và thông qua cái thư soạn giá hỏi giá này, cái thư soạn họ thông qua cái thư soạn hỏi giá của khách hàng, hoặc là chúng ta có thể chủ động thư ngỏ chào giá này. Có nghĩa là cái thư chào giá này chúng ta có hai cái phương pháp. Một là chúng ta căn cứ vào cái soạn thư hỏi giá của khách hàng để chúng ta trả lời. Hai là chúng ta chủ động soạn một cái thư chào giá để chúng ta gửi cho cái khách hàng chúng ta. Nội dung cái thư chào giá như thế nào? Nội dung thư chào giá thì thường á trong cái thư nó sẽ giới thiệu được một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp nè, sản phẩm kinh doanh và chứa cái mục đích mời hợp tác kinh doanh, mà hợp tác thương mại mua bán. Khi gửi thư chào hàng một cách tinh tế thì sẽ khiến đối tác và khách hàng biết đến doanh nghiệp. Từ đó, việc trao đổi buôn bán nó diễn ra sẽ thuận lợi hơn. Bên bên chào giá là bên đưa ra thư chào giá, còn bên được chào giá là bên nhận thư chào giá. Sau khi mà chúng ta soạn thư chào giá xong thì khách hàng chúng ta nhận được cái thư chào giá này, nếu họ ok đồng ý hay không đồng ý thì họ sẽ soạn lại một cái thư gọi là soạn thư hoàn giá chào. Thư hoàn giá chào hay còn gọi được là thư chào giá ngược lại là thư do bên được chào giá đưa ra sau khi nhận được thư chào giá. Họ sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung hoặc thay đổi những cái điều kiện nào đã nêu trong thư mà họ không đồng ý hoặc không hoàn toàn đồng ý với bên chào giá. Có một vấn đề lưu ý là nói cách khác là thư hoàn giá chào này á là thư mà nêu giá mới hoặc là yêu cầu mới của bên được chào giá đối với bên chào giá. Chúng ta cũng phải lưu ý rằng cái thư hoàn giá chào này phải được đưa ra trong cái thời hạn hiệu lực của thư chào giá. Nếu không sẽ có tình trạng nếu không thì cái tính ràng buộc đối với để nó mang cái tính ràng buộc đối với bên chào giá thì thông thường á trong cái thư chào giá họ sẽ có một cái deadline, ấn định một cái thời gian là cái thư chào giá này có giá trị trong thời hạn bao lâu hoặc là đến ngày nào, qua cái ngày đó hoặc qua cái thời hạn đó thì cái thư chào giá này, cái đơn giá này nó đương nhiên là nó không còn hiệu lực nữa.
đấy. Cho nên là chúng bên mà nhận được cái thư chào giá này á thì phải có một cái thư hoàn giá chào nằm trong cái thời gian mà cái thư chào giá đã nêu ra. Đây, Hiền sẽ có một cái ví dụ về trích dẫn một cái ví dụ về cái nội dung mà thư hoàn giá chào. Hiền thấy khá hay. Ví dụ như là chúng tôi xin cảm ơn quý công ty về bản báo giá số gì đó. Khi so sánh bản báo giá này với bản báo giá số gì đó của quý công ty trong đơn đặt hàng lần trước của chúng tôi nhận thấy rằng hiện quý công ty báo giá phí chuyển hàng gửi bằng xe tải tăng lên 2%. Phải thừa nhận rằng giá thị trường của loại máy ít có tăng chút ít, nhưng chúng tôi muốn nêu ra rằng vì bản báo giá hiện tại của quý công ty là theo các điều kiện giá hàng cộng phí vận chuyển, hơn nữa phí vận chuyển cao hơn phí thông thường trên thị trường, phí vận chuyển thấp hơn hoàn toàn có thể bù đắp lại việc tăng giá của máy ít, do đó đơn giá của đơn đặt hàng lần này nên giống đơn giá của đơn đặt hàng lần trước của chúng tôi. Xin quý công ty xem xét ý kiến của chúng tôi và xác nhận cho chúng tôi bằng fax. Đấy, đấy là cái nội dung về một cái thư hoàn giá chào. Và chúng tôi đã nghiên cứu kỹ bức thư điện tử gửi ngày tháng năm vì hai công ty chúng ta đã giao dịch làm ăn với nhau rất nhiều năm, nên chúng tôi rất muốn chấp nhận yêu cầu giảm giá của quý công ty đối với mặt hàng XX. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn như là giá nguyên liệu thô của chúng tôi đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, nên để giảm 10% như quý công ty đề cập, chúng tôi không thể không hạ thấp chất lượng của chúng tôi. Đây là điều chúng tôi không mong muốn. Thay vì giảm giá 10% đối với mặt hàng ít, chúng tôi đề nghị giảm 5% trên tất cả các mặt hàng đối với những đơn hàng có giá trị bao nhiêu đó trở lên. Như vậy, chúng tôi có thể giảm giá mà không hạ thấp các tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi hy vọng quý công ty sẽ đồng ý với đề nghị ngược lại của chúng tôi và rất mong nhận được đơn đặt hàng thường xuyên của quý công ty như trước đây. Đấy, đấy là cái thư trả lời cho cái thư hoàn giá chào đối với khách hàng. Và chúng ta sang qua cái bước thứ 6. Đó là chúng ta, khi mà chúng ta nhận được cái thư hoàn giá chào này và chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, chúng ta soạn một cái thư nữa, là chúng ta gọi là soạn thư chấp nhận. Thư chấp nhận là chúng ta khẳng định của cái bên được chào giá đồng ý một cách vô điều kiện đối với các điều kiện nêu trong thư chào giá đã khẳng định. Và chúng ta đồng ý lập hợp đồng theo những điều kiện trong thời hạn hiệu lực của thư chào giá khẳng định này. Một khi thư chào giá được chấp nhận thì xem như hợp đồng sẽ được lập. Ví dụ như là, đây là một cái ví dụ về việc trả lời chấp nhận hay không chấp nhận cái thư chào giá. Chúng tôi vui mừng thông báo với quý công ty rằng chúng tôi chấp nhận thư chào giá.
đề ngày tháng năm nào đó của quý công ty. Quý công ty vui lòng hồi âm thật sớm cho chúng tôi bằng thư điện tử ABC gì đó @gmail.com. Đó, đây là một cái trích dẫn về cái chấp thuận cái thư chào giá của nhà cung cấp. Và sau khi chúng ta đã chấp nhận, hai bên chấp nhận cái đơn, cái thư chào giá rồi, thì tiếp tục là soạn cái thảo cái biên bản đàm phán. Cái biên bản đàm phán là cái biên bản mà chúng ta ghi chép cách ngắn gọn về nội dung của cuộc đàm phán. Nó phản ánh đề tài, chương trình, nội dung và kết quả chúng ta đàm phán. Đây là cái bản ghi chép chính thức về nội dung cuộc nói chuyện trực tiếp để tránh hiểu lầm, bỏ sót hoặc làm lời nhắc nhở khéo về sau. Biên bản đàm phán thường được dùng làm tài liệu để cho cái người đại diện đàm phán báo cáo tình hình đàm phán với cấp trên, đồng thời là căn cứ để ký hợp đồng sau này. Khi hai bên ký biên bản đàm phán, nó sẽ có tính ràng buộc nhất định đối với hai bên, nhưng không có hiệu lực pháp lý như hợp đồng. Đó. Và sau cái biên sau khi soạn thảo biên bản đàm phán hai bên, thì chúng ta có thể tiếp tục là soạn thảo một cái biên bản ghi nhớ, hoặc là chúng ta bỏ qua cái soạn thảo biên bản ghi nhớ này cũng được, đó là tùy chúng ta. Nhưng mà thường thông thường thì chúng ta soạn thêm một cái biên bản, soạn thảo thêm một cái biên bản ghi nhớ nữa. Cái định nghĩa chính xác của cái biên bản ghi nhớ đó là tài liệu được sử dụng để nhắc nhở hoặc để gợi lên sự chú ý của người khác về một cái việc gì đó. Nói một cách khác là cái biên bản ghi nhớ này là văn bản sao chép các vấn đề đàm phán giữa hai bên và những thỏa thuận đạt được, dùng để làm tài liệu tham khảo quan trọng khi ký kết hợp đồng. Trong cái xã hội thông tin phát triển mạnh như hiện nay thì mặc dù rất nhiều công ty đã sử dụng rộng rãi thư điện tử, mà chỉ cần chúng ta vào mạng là hai bên có thể ký hợp đồng với nhau được. Nhưng trong cái cuộc đàm phán thương mại trực diện, bản ghi nhớ nó vẫn có một cái vai trò rất là quan trọng. Đấy, đấy là các bước mà trong cái quy trình chúng ta phải thực hiện trước khi chúng ta ký kết hợp đồng. Đôi khi những cái bước này chúng ta nghĩ nó đơn giản, nhưng mà thật sự là nó là những cái bước điểm, những cái bước cơ bản để chúng ta có căn cứ để chúng ta nêu ra những đề nghị giao kết hợp đồng ở cái chương thứ hai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909 164 167 0917 303 340 hoặc địa chỉ email hienluotsu10031982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukế toán.vn hoặc đổgialuat.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.